Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt Ammo của mình. Nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh YouTube của mình, xin hãy bấm vào nút đăng ký kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video. Thì hôm nay cái app MNC các bạn, nó đã cho KIC nha. Rất là chúc mừng các bạn nha. Ai đã đào được rất nhiều thì ngon rồi nha. Ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn KIC nha. Cái này các nhiều bạn hỏi mình lắm á, nhưng mà nay mình mới rảnh mình làm được cái video này nha các bạn nha. Rồi. Thì các bạn đi vào app MMC đi các bạn. Ha. Đây, cái app này nè. Bạn đợi chút xíu nha, tại cái điện thoại của mình nó cũ rồi. Đây là cái app này nè, đó, bấm vô đây ha, bấm vô đó, các bạn chờ chút xíu nha, nó ra cái đã. Nha các bạn, đợi chút xíu. Rồi, sau khi các bạn ra cái giao diện như thế này ha, được chưa? Thì ở đây mình đào được 103.468.5 MNC ha. Rồi, giá của nó là các bạn là 0.000558, được không? Ha, cái này ai đào có để ý cái giá đó nè. Đó. Không. Rồi, bây giờ để đơn giản thì mình sẽ chỉ giúp các bạn cách KIC nha. Ở Việt Nam được KIC rồi. Cho nên là các bạn hãy KIC bằng cách bấm vào đây nè. Nhìn kỹ mình làm nha, để không biết làm là bắt đầu đi hỏi đi. Hỏi dưới bình luận gì trong video có hết trơn. Xin lỗi, nó đang chạy mất tiêu rồi. Mở lại. Đó, bấm vô cái này nè. Nè. Thấy không? Bấm vô cái con đó, cái hình con này nè. Đó, MetaMiner đó. Bấm vô đó cho mình. Bấm vô đi các bạn, đó nó sẽ ra các bạn thấy không? Identity Authentication. Đây, cái dòng đầu tiên. Cái dòng đầu tiên. Cái dòng đầu tiên. Đó, đó là cái dòng KIC đó các bạn. Rồi các bạn lít vào giùm mình nha, cái này làm từng bước nha các bạn, nó không đơn giản đâu. Các bạn nhìn vậy thôi, cái điện thoại này nó bị gì á. Rồi các bạn bấm vào đây, bấm vào đồng đầu tiên giúp mình. Ha, bấm vào cái chữ màu xanh nè. Đó. Rồi, đến đây ha. Thì các bạn hãy để ý kéo lên tổng quát luôn. Nó cái tên là full name. Ha. Full name thì các bạn điền chữ in không dấu giúp mình đi. Chẳng hạn như này Lý Việt. Đó, điền Lý Việt. Rồi, cách ra Việt. Rồi ở dưới là các bạn điền cái số chứng minh nhân dân của các bạn vô. Ở đây là của mình đây. 0 2 3 7 5 4 6 7 5. Đó. Rồi, sau đó các bạn up ha. Đây mình chỉ nè. Các bạn up giùm mình mặt trước chứng minh nhân dân. Rồi, ở đây là mặt sau chứng minh nhân dân, được không? Nó để brand photo á. Còn ở dưới thì để là reverse photo, tức là lật ngược lại. Không, upload cái mặt lật ngược lại, tức là mặt sau của chứng minh nhân dân. Sau đó các bạn bấm next step giúp mình nha. Xong rồi bấm next step giúp mình. Ha, bấm cái này nè. Rồi, làm từng bước nha các bạn, làm cho kỹ á. Chứ đừng mất công các bạn hỏi là mệt lắm. Nha, làm kỹ giùm mình. Rồi, tạm thời mình ngưng để mình up vào nha. Quên nữa các bạn, khi mà các bạn lỗi này lại chạy nữa rồi.
Các bạn, khi mình chỉ các bạn nè, khi các bạn chọn vào cái dấu cộng rồi nha, các bạn chọn vào dấu cộng rồi nè, thì hãy bấm cái dòng này nè các bạn, rồi nè nha, thì nó mới chọn. Còn cái dòng này là chọn cái hình mà chứng minh nhân dân các bạn chụp sẵn. Còn cái dòng thứ hai nè, dòng giữa nè, là các bạn chọn để chụp nha. Thì tùy các bạn, nếu mà các bạn muốn chụp á, luôn á, thì các bạn chọn dòng giữa. Còn nếu mà các bạn mà chụp rồi á, thì các bạn chọn dòng cuối cùng. Được chưa các bạn? Rồi. Rồi tiếp theo thì các bạn làm cái gì? Các bạn sẽ quay một cái video, thấy không? Mà đọc các số bên dưới. Ở đây có mình cái số 2204 đó. Và cái video này á, là phải nhỏ hơn 50 MB nha. Có nghĩa là cái video này á, các bạn là các bạn đọc tiếng Anh nha, chứ không phải đọc tiếng Việt. Ví dụ như khi mà các bạn cài xe cái phần 1 xong rồi á, thì các bạn hãy đi vào cái web này nè, app.hsu70.cn ha, gạch cái iOS nha, rồi các bạn đăng nhập cái tài khoản các bạn vào nha. Rồi mình tạm thời mình đăng nhập vào nha. Cái này là đăng nhập trên web nha các bạn nha, chứ không phải đăng nhập trên app nha. Các bạn nhớ kỹ đó, là cái website là app.hsu70.cn iOS nha, gạch xếp cái iOS nha. Nhớ nha các bạn nha, chứ đừng có viết bình luận dưới hỏi mình tại sao là không được nha. Cái là đăng nhập vô app ha, cái đăng nhập vô web nha. Rồi các bạn làm giống như nãy, các bạn nít vô cái con này nè. Mà lấy vô con này nè, y chang như hồi nãy nè các bạn. Các bạn làm bước 2 nha. Lít vào. Lít vào đây các bạn. Rồi nó ra như nãy các bạn, bấm vô đây. Bấm vào tiếp tục các bạn làm bước 2 nha. Bằng cách là các bạn chọn dấu cộng rồi chọn ở giữa quay nha các bạn nhé. Nhớ nha các bạn selfie và vừa đọc bằng tiếng Anh nha, mà 4 số phía trên nha các bạn nha. Rồi sau đó các bạn chờ upload cái video lên nha. Cái video này mình làm rất kỹ nha các bạn, phải coi từng bước mà làm theo cho các bạn. Còn nếu các bạn không biết làm, các bạn không có làm được đâu. Ở đây là cái bước này chưa có làm thành công đâu các bạn, cho nên là phải làm lại thôi các bạn. Không, làm lại thôi đến khi nào thành công thì thôi nha. Thôi các bạn, khi các bạn ráng làm cái bước này thành công là được nha các bạn. Bởi vì điện thoại của mình nó cũ quá cho nên là nó bước này nó bị vướng rồi các bạn. Cho nên các bạn làm upload được xong cái video ha. Sau đó thì các bạn chọn cái phía sau nha, chọn cái next step nha. Các bạn chọn vô đây, rồi các bạn chọn máy quay phim nè, các bạn quay nha. Chọn máy quay phim, rồi các bạn quay. Thấy không? Quay cái mặt các bạn đọc cái chữ đó. Được không các bạn? Không, quay xong rồi upload lên mà nó được thì các bạn bấm next step các bạn làm theo nha. Bởi vì của mình ở đây nó không có thành công các bạn. Nó khó quá. Cho nên là mình phải đổi cái điện thoại khác mình làm quá. Ha, các bạn làm tới đây là dễ rồi đó ha. Các bạn làm tới là được nha. Rồi, nếu có gì không hiểu bạn có thể bình luận dưới video, mình sẽ đáp các bạn nha. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký lên kênh YouTube của mình nha các bạn, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất cho các bạn. Cái này thì giờ đào hết được rồi. Cái này chỉ cài xe và rút thôi nha các bạn nha. Rồi chúc các bạn cài xe thành công nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.